Chiều 3 tháng 7 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị gặp gỡ cán bộ hưu trí 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Tại buổi họp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ báo cáo đến các đồng chí hưu trí Kết quả thực hiện nghị quyết tỉnh quỹ 6 tháng đầu năm 2023 và kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đi sâu kết quả thực hiện nghị quyết 09 của tỉnh quỹ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với 24 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp lan tỏa phương châm hành động dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cũng đã giải trình nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu xoay quanh các vấn đề về phát triển các dự án đô thị, tình hình thế giới tác động lớn đến kinh tế của tỉnh, nhất là xuất khẩu tôm, việc nâng cao chất lượng cây giống, hoa kiển, mở rộng thêm cầu Hàm Luông 2, phát triển thành phố về hướng Nam, đột phá phát triển du lịch, xây dựng trung tâm khu du lịch thành phố, quan tâm vấn đề xuất khẩu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cán bộ hưu trí, hiệu quả trường cao đẳng, phải có giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh tế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận tất cả các ý kiến để cùng với các đồng chí trong tập thể ban thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu, đưa vào các công việc lãnh chỉ đạo điều hành trong thời gian tới. Đối với ý kiến của các đại biểu góp ý mang tầm lớn hơn trong các diễn đàn, kiến nghị, tỉnh sẽ có báo cáo và đề xuất với các cấp bộ ngành của Trung ương. Bí thư tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, hỗ trợ, cổ vũ, động viên, tư vấn, đóng góp để tỉnh ngày càng phát triển tốt hơn, cố gắng thực hiện tốt phương châm đặt ra đó là dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển, chung sức đồng lòng cùng nhau xây dựng và đưa tỉnh ngày càng phát triển hơn.